Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Bây giờ mình sẽ tô một bức tranh con ngựa để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tô một. Hả? Ăn bún đi. Ăn bún gì? Yên bún đi. Tối á? Không, nào. Ở đâu? Ăn bún nhà quân đó. Mới bỏ mà. Mới qua bún này đó, bún đúng thải đó. Không anh ăn được. Ăn nó mở đêm hay mở tối đấy. Nó mở tối hay thế nào? Trời ơi, chủ nhật đấy. Mẹ hỏi mới đang đi làm này mà. Thì đéo hỏi nữa. Không hỏi mà ngày hay mà tối thì mẹ cứ trả lời ngày tối đi xong mẹ nói cái kia sao. Trời ơi, mẹ ăn tối mẹ đâu hay là ngày. Người ta cần tỉnh đá đâu. Chuyện cái thôi. Thế mọi người cũng trả lời ngáo luôn. Nên gì nên bây giờ tôi xả được cái đấy. Còn đố thôi. Như mày quên mất là cái mình chưa có người đang muốn cho là gì rồi. Ở đây em mày em đến rồi luôn. Các bạn làm việc các bạn thành công chạy mình. Các bạn đã nhận ra cho mình sự lợi lai là mình cần cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi chúng tôi sẽ làm cho anh lá được đảo. Chắc cái đấy cũng chẳng là chỉ là con dao chọc cho một cái. Xiên một cái. Chẳng lại như đúng rồi. Mẹ thúi chi thì kêu nè. Dạ thúi chi. Mẹ chết. Ai đợi? Con đợi. Rồi tụt tại nè. Không có tại này một tại. Bỏ tay ra tao không cho. Tụng một bàn. Một cặp thôi. Tao có đi mua bàn không cho một cặp thôi. Một cặp nghe lâu mới đây. Chị chưa? Cường. Ờ, được anh. Đã lên kia tụi mình lấy. Cái này chú đâu? Lấy tại đây đấy. Để đây còn nhận làm việc đây còn kiếm tiền liên tiếp còn mua quần áo mới đây. Được không? Không muốn dép đi đâu là không bảo là dép chú xấu đấy. Tạo làm lấy tiền mua dép mới đây. Không muốn dép chửi người ta. Ừ, nhà nghèo. Ờ, nghèo không phải làm đâu. Lên kia lên nhà ở đây đấy. Ở trên nhà là chỗ bồ kia nữa. Đây. Bên chỗ bồ kia làm như tổng cửa vào. Tổng cửa vào. Còn khuya. Lại nhẹ sau là tôi gặp đấm gì. Có đi em rồi. Đi mà đây đó rồi hả? Đi rồi. Không biết không biết giờ còn sập hầm đúng rồi. Thì tôi đây lên mũi mới quen khỏe. Có cái liếm rồi. Sạc đế có cái cắn rồi. Để chim cầm đấy cầm. Công mà mẹ cười nữa. Mai khi bảo anh Kiên cho công sao một gốc mới được không? Đúng đi ra. Đây không cần. Ok luôn. Làm gốc rồi đầy sợ thấy ôi những thằng tốt. Bây giờ mình đã đi cho mỏ xong các bạn. Các bạn tính cho mỏ đẹp thề. Các bạn sẽ đi lại đăng ký kênh nhau tất cả các bạn rất nhiều. Các bạn tính cho đẹp thêm. Đâu.
dày. Dày. Bóc cái dày. Bóc ra mình vừa bóc nhưng mày bóc kẹo quá. Sao mày bao? Mình nhá, tô màu xong. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.